Vâng, Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lăng sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một sản phẩm, đó là về những cái ốp lưng bằng da cho điện thoại smartphone Samsung, iPhone, tất cả những cái điện thoại smartphone chúng ta đang dùng, hoặc là tất cả những cái điện thoại mà chúng ta đang dùng luôn, ốp lưng bao da thì Kỳ Lăng đáp ứng tất cả luôn. Thì một cái điện thoại như Kỳ Lăng đang dùng để mà chụp hình thì một chiếc smartphone này và Kỳ Lăng dùng những ốp mà ốp dẻo á, ốp trong á, thì dùng một thời gian nó sẽ bị ố, ố vàng và mình phải thay liên tục, rất là khó chịu. Và nếu như chưa thay thì mình dùng nhìn nó ố và dơ cũng rất là khó chịu. Nên Kỳ Lăng thấy nó bình thường quá mà nó cũng không sang, nên Kỳ Lăng đã ra đời dòng sản phẩm về ốp lưng, về bao da, ví cầm tay cho điện thoại. Đây đây là mẫu, một mẫu khác là mẫu dạng ốp kim ví, còn mẫu nữa là mẫu ví cầm tay không thôi, xỏ điện thoại vào. Thậm chí khách muốn xỏ một lúc hai điện thoại vào một bên cũng được, bên còn lại là để tiền camera. Ở đi di chuyển lại giùm anh. Đây là mẫu ốp và một bên là ví kẹp lại thành ví, còn một mẫu nữa là mẫu dạng ví, một bên là xỏ điện thoại vào, bên là bỏ tiền, bỏ ví, bỏ thẻ. Nếu quý khách muốn thêm option, ví dụ như bên này là để điện thoại đi, để được hai cái điện thoại cùng lúc bên này luôn, hai cái điện thoại cùng lúc bên này và bên này là bỏ tiền, bỏ ví, bỏ thẻ, bỏ giấy tờ, đều ok hết theo yêu cầu mà Kỳ Lăng làm theo yêu cầu của quý khách. Rồi, bỏ điện thoại vào thế nha, rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Thì một chiếc điện thoại chúng ta dùng smartphone thì nó hay bị trơn, hay bị trượt, hay bị rớt. Mà những chiếc smartphone rớt là rất dễ bị trầy, dễ bị hư màn hình, góc cạnh. Tại vì rớt mà cắn góc cạnh thì dễ bị mít bể màn hình. Cho nên là mình sẽ dùng cái ốp lưng để bảo vệ, vừa nó là thời trang, vừa là phong cách, mà vừa là bảo vệ được điện thoại mình nữa. Thì điều đó không còn gì bàn cãi nữa, từ trước đến nay đều như vậy mà. Dùng bình thường thì điện thoại nào cũng giống điện thoại nào, có một cái ốp lưng đẹp vào thì nó trở nên thời trang, phong cách, cá tính của mình, sẵn tiện bảo vệ luôn được cái điện thoại của mình một phần nào đó nữa. Rồi, ốp lưng này hiện tại là Kỳ Lăng thích màu hồng, nên Kỳ Lăng làm ốp da bằng da cá sấu màu hồng. Thì quý khách nào muốn da cá sấu, da đà điểu, da cá mập gì đó thì do quý khách lựa chọn, Kỳ Lăng sẽ ốp lên da. Và đặc điểm của cái da mà Kỳ Lăng làm cho sản phẩm này á, những cái sản phẩm mà đồ cho điện thoại ốp lưng này á, thì da rất là mềm, rất là mịn, rất là đẹp. Và da này toàn là da những cái da nhập từ những cái chất liệu, toàn bộ da Kỳ Lăng làm là da nhập hết, và những cái da độc bản, những cái da limited từ những con cá sấu độc bản mà Kỳ Lăng đang tuyển chọn để làm những cái đồ sản phẩm đồ da của Kỳ Lăng trước giờ. Đặc điểm dễ vệ sinh, càng dùng gần hơi người càng mịn, càng đẹp, càng lên nước càng độc, càng đẹp. Đó là đặc điểm và phong cách cực kỳ. Đây, Kỳ Lăng bỏ thử cho quý khách xem, rất là phong cách. Không thích da hồng thì mình chọn da đỏ, không thích da đỏ thì mình chọn da xanh, không thích da xanh thì mình chọn da khác theo ý mình muốn. Da đỏ này rất là bóng, rất là sang, rất là dễ lau chùi, chần dơ là lấy khăn lau nhẹ là sạch bóng liền, và bền cực kỳ, da thì rất là bền. Màu đỏ đi với màu đỏ, màu xanh đi với màu xanh, hoặc là quý khách muốn bất kỳ màu nào Kỳ Lăng đều đáp ứng được hết. Xanh này cho qua với màu xanh này đi cũng được, cũng tạm được nè. Nói chung là tùy theo nhu cầu màu sắc của quý khách. Đó, quá đẹp. Và tất cả sản phẩm đồ da thì Kỳ Lăng sẽ bảo trì trọn đời cũng như bảo hành cho quý khách dùng thoải mái. Ví dụ như chúng ta dùng nó bị dơ, bị trầy, bị xước thì cứ việc qua Kỳ Lăng sẽ spa lại, đẹp lại. Thì quý khách nào muốn chọn màu da thì cứ đến trực tiếp showroom của Kỳ Lăng, hoặc là kết nối qua Zalo để Kỳ Lăng gửi tất cả những cái hình ảnh về da có sẵn. Quý khách chỉ việc chọn màu da, chất liệu da, Kỳ Lăng sẽ làm như ý. Hoặc là lên website của Kỳ Lăng Luxury để tham khảo mẫu, hoặc là đến trực tiếp showroom của Kỳ Lăng. Thì hiện tại da thì Kỳ Lăng trưng bày đầy đủ ở showroom, cũng như là những mẫu có sẵn cũng đầy đủ trên website.
Quý khách chỉ việc là yêu cầu thôi, nói yêu cầu thôi, mọi vấn đề còn lại để Kỳ Lân lo. Rồi, clip đến đây Kỳ Lân xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem clip này. Một lần nữa Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn thành công. Kỳ Lân trân trọng, biết ơn và cảm ơn quý khách. Hãy đến với showroom của Kỳ Lân Luxury cũng như ủng hộ kênh YouTube trang fanpage của Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký để theo dõi nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp Luxury tại Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.